Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong quý 1 năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra trên 55 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 34 người, bị thương hơn 50 người. So với cùng kỳ, giảm 1 vụ, giảm 4 người chết, số người bị thương tăng 13 người. Nguyên nhân tai nạn giao thông chủ yếu là vi phạm tốc độ, lấn chiếm phần đường giao thông, điều khiển phương tiện giao thông khi sử dụng rượu bia. Đặc biệt tại địa bàn một số xã vùng sâu vùng xa, người điều khiển phương tiện giao thông chưa nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành về luật giao thông đường bộ. Để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là vào dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 sắp tới, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra kiểm soát các hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn. Trong đó, chú trọng đến quốc lộ 20, tỉnh lộ 725, 723, tăng cường tuần tra và có hình thức xử lý nghiêm đối với các phương tiện lưu thông đường bộ tại các tuyến đường liên thôn liên xã.